rồi gọi là chim. Rồi hôm nay anh em của sinh đoàn Tung Kỳ sẽ ghé thăm vườn bọn nông nông nha. Nông là nick Facebook là gì? Hoài Nôn. À Hoài Nôn. Đây vườn diện tích cũng rất là ok, cây rất là nhiều cây đẹp. Đây nha mọi người. Đây. Đây cái dòng kim vòng mình dòng kim vòng mình nói cái kim vòng cũng đẹp dữ kìa. Để xem. À thấy mấy cây này đẹp nè, cây dưới đất này đẹp nè. À cây này crash chưa hộp phải không Nôn? Dạ, quá đẹp này. Cây này tuyệt vời luôn á. Cây này cũng giống con rồng dữ không? Này là dòng này là anh chưa có này, cái này mà có là anh đúng bè rồi này. Vì anh trẻ ra mấy câu cũng được. Mổ rồi là máy đào mấy câu. Hay cái này mổ được không? Được chứ. Đẹp quá. Hay. Đây mọi người thấy cây kim vòng này. Trời vườn nôm là mấy cây rất là đẹp. Cái đó ơn trồng heo cây không nữa là chạy đâu được heo cây. Ừ, cái này khâu cái này chạy đâu gì để đây mới đẹp chứ. Quá đẹp nữa không? Cái vườn có muối này, muối kiểu muối tập tọa là làm gì chứ mà cái muối tập tọa là rất là đẹp này. Ồ, quá đẹp luôn. À chứ quay sao cái bụng tí chuột nữa, cái bụng mình thôi á. Cái này là một cái ghim dọn ghim muối cái con á mọi người. Gieo gieo hạt tráo là có không đó, cô làng trình thảo á. Rồi muốn một sân nó nặng á, còn mới gieo anh tra cái tay à, sao nó mờ cái tay này không có rõ được. Đây một cái ghim rất là đẹp mọi người này, dòng này dọn muối kỳ cô quá đẹp. Sinh đoàn Tung Kỳ cũng chưa có cái dòng muối loại muối này này. Như có một cây lem thì cái dòng muối này thôi, đúng không? Đúng không ta? Cây cây côn đó nè. Hay? Cây côn của mình đó. Không, cái cây mà lem đó, lem muối Kiko, dòng muối dọ dòng này thì có này. Một cây dâu hột đó mọi người. Cây dâu hột lên rất là đẹp, form rất là đẹp. Đây mọi người thấy cái dòng dâu hột mà hột. Cái này hột từ đâu ra anh không? Của lỗ đại chị Văn á, và chị Văn xinh đẹp. Văn Nguyễn này rút khỏi cái thương trường rồi, thương trường người đẹp Tiên Phước, người đẹp Tiên Phước, người khởi nguồn của dòng kim lam đó, của ngày xưa. Đây còn cái này cũng từ người đẹp Tiên Phước rồi đúng không? Đúng. Người đẹp Tiên Phước này, quá đẹp, cái này thì quá đẹp rồi, tuyệt vời rồi. Không còn chỗ chi nữa, cây này lên đèo vô rất là quá đẹp luôn. Cái dòng này sưu tầm Tung Kỳ cũng chưa có nha mọi người. Cái dòng này là dòng sưu tầm Tung Kỳ chưa có ở đây. Đây hình như là hắn cũng cái dòng này cũng là từ người đẹp Tiên Phước này. Đây nha mọi người. Muối to, rất là đẹp. Cây này chưa được, không phải lime đâu, cái này cũng bị hết. Mọc lime mọc không, một cái dòng quá đẹp luôn. Đây thì qua cái dòng này. Dòng này cái dòng cô quá ừ. Dòng cô quá mình là thấp mới chết chứ. Thôi cái này để cho tăng tăng này, tăng. Ôi, bại à. Tăng là, đây. Mà tăng đây. Đứng cô đổ tè, đổ tè. Tại là vừa Tuấn nói chuyện là chim là mở miệng. À. Dòng này cũng như nó hoặc nó người khác ấy. Đẹp này. Dòng này. Mấy dàn cao bo của bác nguồn của bọn Lê Sinh Nguyễn. Rồi đẹp rồi. Lại. Còn nãy nha. Đây. Đây là anh Cường lái thử. Còn hai con đó, con có con nữa, con đại con nữa. Đây. Ừ. Con chỗ vàng đây. Vòng xanh. Bên cạnh. Sù. Cái này là cái này. Nhà mô tì vòng. À. To. Đây. Đây. Con đẹp. Con đẹp dữ quá. Mùa tì mại. Quá đẹp. À, mùa tì. Bả rồi mới bài câu luôn. Mùa tì mại đã rồi mới cái câu rồi. Cô đụng nhiều.
đây cũng nôn và cũng trùng thốt đây, mấy cái thốt nhưng mà tự thốt nhưng mà mùa này thốt mà chân này chân gì đấy, chân này trồng cầu nữa nè, thế là thốt nhiều. Còn cái bình bình cây thì không biết, cây thì không biết ơi. Bình là bình thôi, tôi gọi là bình à, cái tháng hồng hồng cái bình à. Bình đào mờ. Quá nhiều đào. Tưởng có vàng vàng chocolate mà lên điều chưa? Cái mồ. Chocolate đó. Cái mồ. Choco. Lên điều lắm. Rồi đâu xem thử. Chung thì nôm thì chơi gieo học nhiều, gieo sang cái lớn bãi nè mấy dàn đấy. Đi vào à, chocolate chưa viền nên đi cái này là gieo quả cao vô đấy, để con đang làm rễ lao rồi, giờ đang làm rễ lẻ sang dòng chocolate đầy bao nhiêu này, đầy quá đầy không. Cái mẹ không ra gì á. Cái mẹ không ra gì hả, được cái con non đây hả. Cái mẹ cũng cố đời con hả. Trong thì tận dụng có chơi chơi nái thôi. Mình chơi quan trọng dưới mình chơi cai thôi. Không cần chơi chạo. Cai quan trọng là thay vô. Còn sốt cái kính nhờ không thiếu hả. Kính nhờ dạ, rồi cứ thấy cửa xét mà kính nó thiếu. Cò bò. Bò lanh này. Sao? Má cà cò luôn. Cái thịt này cắt cái này. Đây tao. Đây, tao nè, đó. Anh Crack rất là đẹp.